Đây là cái màn hình có tốc độ làm tươi 540 Hz. Thì đây là cái màn hình đầu tiên trên thế giới có tốc độ làm tươi nhanh như vậy. Em tưởng tượng là cứ mỗi 1 giây nó sẽ hiển thị 540 lần cái hình ảnh. Như vậy khi chúng ta nhìn cái vật mà nó chuyển động thì nó sẽ không bị mất những khung hình, hoặc là nó mất ít hơn khung hình. Có thể trong tương lai nó ra cái màn hình 5400 Hz thì lúc đó chúng ta sẽ ít mất khung hình hơn nữa. Thì để mà cái máy tính nó thể hiện được như vậy, nó sẽ tốn nhiều cái sức mạnh phần cứng hơn ha. Cái màn hình này có kích thước là 24 inch và độ phân giải là Full HD. Thì hiện tại nó là cái màn hình có tốc độ làm tươi nhanh nhất hiện nay. Hiện chúng ta xài những cái màn hình bình thường đó, nó chỉ có 60 khung hình thôi. Rồi sau này khi mà nói về gaming thì 120, 144, 240. Và cái này nó nhảy một phát một lên 540 luôn, chứ rất là nhanh. Thì mình không phải là người chơi game, nhưng mình nghĩ rằng là anh em chơi game sẽ thích nó. Bởi vì khi em quan sát một thằng nào đó nó chạy khung hình, anh em bắn nó thì anh em sẽ quan sát nó ở cái rõ ràng hơn. Còn hiện tại khi nó chạy qua mà cái tốc độ làm tươi của cái khung hình đó nó chậm quá, nó sẽ bị nhòe, hoặc là khi em ra lệnh nó sẽ bị chậm. Hoặc là hôm bữa mình coi đá banh chẳng hạn, thì cái stream á, cái khung hình nó chỉ khoảng chừng 30 hay là 30, 20 thôi. Thì khi mà đứng thì mình nhìn rõ cầu thủ, nhưng khi họ chạy á thì nó mờ lắm. Nhưng mà stream thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì mình chỉ muốn diễn đạt cho anh em biết rằng là đối với cái màn hình tốc độ làm tươi cao á, thì chúng ta sẽ nhìn rõ vật khi nó chuyển động. Còn nếu có tính thì không có giá trị lắm. Rồi, xin cảm ơn.